Ở phần này chúng ta sẽ so sánh một số vòng lặp để nhìn ra sự khác biệt của chúng nó. Đầu tiên là while và do while thì hầu như là mọi trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng while và do while thay cho nhau. Tuy nhiên nó có một điểm khác biệt, đấy là cái vòng do while nó luôn luôn thực hiện vòng lặp ít nhất một lần. Tức là khi mà các bạn muốn là cái vòng lặp của mình thực hiện ít nhất một lần thì các bạn dùng do while. Và điểm khác nhau nữa là do while thì nó có dấu chấm phẩy ở cuối, còn while thì không có. Với vòng for và while và do while thì như sau. For thì là nó thường sử dụng cho trường hợp mà các bạn có số vòng lặp cố định rồi, ví dụ 100 lần hay 200 lần chẳng hạn, hoặc là các bạn có những cái cấu trúc collection hay là các array đã cố định number rồi thì các bạn muốn duyệt qua các phần tử của các cái array hoặc collection đấy, thì thông thường là for sử dụng cùng với các index, tức là các chỉ số của các phần tử. Còn trong khi đó thì while và do while thì nó flexible hơn, có thể cho phép các bạn sử dụng với số lượng vòng lặp thay đổi mà hoặc là không xác định từ trước. Ví dụ như các bạn chỉ cần kiểm tra điều kiện là khi nó còn thì chạy đến hết chẳng hạn, các bạn không cần biết là nó còn bao nhiêu phần tử, hoặc là các bạn muốn kiểm tra cái vòng lặp đấy dừng lại khi mà cái condition của các bạn nó bị thời gian về timeout chẳng hạn, thì nó thực hiện cái việc vòng lặp cho đến khi nó bị timeout. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng vòng for và while do while trong một số trường hợp như mình đã liệt kê.